tìm kiếm tài năng Việt Nam Got Talent. Trong cái buổi thi ngày hôm nay nè, bà có cái nút vàng để nhấn đưa cháu vào vòng chung kết là chú thề luôn, cô hạnh chú lộc chú quân và chú sẽ đánh nhau để bấm cái nút đó. Người ta sẽ không thể quên được cái tinh thần trẻ trung của chị. Các bạn mang lại cho tôi những cái cảm giác rất là hào hứng, như là lần đầu tiên được xem các bạn chứ không phải là lần thứ hai, lần thứ ba nữa. Thí sinh đầu tiên có mặt trong vòng chung kết của tìm kiếm tài năng Việt Nam's Got Talent, bé Đức Vinh. Ở đây thì còn hai tiết mục và tôi sẽ chọn nhóm sáu múi. Tôi chọn nhóm sáu múi. Rất tiếc phải chia tay cô, tôi chọn nhóm sáu múi. Xin lỗi chị Bình Mai, tôi cũng chọn nhóm sáu múi. Bản chất em nông thôn, tâm hồn em bông lúa. Em biết em xấu cho nên em sẽ cố gắng phấn đấu đem không bị tồn kho, chinh phục khán giả và ban giám khảo để tiếp tục đi vào vòng trong. Bảo Cường sẽ diễn bằng trái tim và cống hiến hết những nhiệt huyết của Bảo Cường. Vượt qua được vòng bán kết để vào chung kết có thể là một bước rất lớn trong cái sự nghiệp mà mình đang theo đuổi. Âm nhạc là một điều rất ý nghĩa đối với Trang và sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ. Mọi người hãy cùng chờ đợi xem nhé. Ai sẽ dùng giọng hát tình cảm của mình để chinh phục khán giả? Đêm nay con sẽ hát hết bài cho mọi người nghe. Yeah! Quán quân tìm kiếm tài năng Việt Nam mùa thứ 3 sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 500 triệu đồng từ chương trình và một giải thưởng tỏa sáng tài năng Việt trị giá 100 triệu đồng đến từ nhãn hàng OMO. Toàn thể quý vị đến với chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam's Got Talent. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua tuần bán kết đầu tiên và hai gương mặt đầu tiên đã lộ diện. Họ sẽ đi tiếp với chúng tôi vào vòng chung kết. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã nhắn tin cho chúng tôi để bình chọn cho họ. Và đến với tuần bán kết thứ hai ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với 7 tiết mục tiếp theo, sẽ cùng nhau thi đấu để chọn ra hai tiết mục xuất sắc nhất sẽ cùng với chúng tôi đi tiếp vào vòng sau. Và kính thưa quý vị, 7 nhóm thí sinh của ngày hôm nay họ sẽ phải nỗ lực hết mình để có thể cống hiến cho quý vị những phần trình diễn tài năng thật ngoạn mục và đặc biệt là để có thể giành được thật nhiều những tin nhắn bình chọn từ phía quý vị. Tuy nhiên trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón sự xuất hiện của 4 vị giám khảo, những người rất quan trọng và đóng góp một phần rất lớn vào việc lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón họ ngay bây giờ. Hoài Linh và nhạc sĩ Huy Tuấn. Xin trân trọng kính mời ban giám khảo sẽ về vị trí của mình. Quý vị thân mến, ở tuần bán kết đầu tiên có hai thí sinh đã được lọt vào vòng chung kết. Thí sinh đầu tiên đó chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất Đức Vĩnh, người giành được rất nhiều những tin nhắn bình chọn từ quý vị khán giả. Và thí sinh thứ hai đó chính là nhóm 6 múi, nhóm đã giành được cả 4 sự đồng ý của ban giám khảo của chúng tôi. Và thưa quý vị, ngay từ bây giờ thì Thanh Vân sẽ xin phép được công bố mở tổng đài bình chọn của tuần này. Quý vị hãy đừng quên soạn tin nhắn với nội dung mã số bình chọn gửi 7370. Và ở mỗi một đêm thi bán kết sẽ có một khán giả may mắn nhận được giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt từ nhãn hàng OMO và một voucher trị giá 10 triệu đồng với những sản phẩm từ nhà bán lẻ điện thoại, laptop và máy tính bảng FPT Shop. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần trình diễn đầu tiên của nhóm thí sinh, hứa hẹn là sẽ mang đến rất nhiều nụ cười. Nhóm thí sinh này được coi là nhóm nhảy đặc biệt nhất Việt Nam hiện nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một số hình ảnh của họ.
sống lạc quan, yêu đời là một cái thông điệp rất là lớn mà em nhìn thấy được ở trong tất cả các lần trình diễn của các cô. Chúng tôi là nhóm Đam Mê Không Tuổi. Khi mà chúng tôi nhận được cái tin là được vào vòng bán kết, tất cả chúng tôi reo mừng sướng lắm. Gia đình cũng ủng hộ để chúng tôi đi vào vòng bán kết cho nó được hoàn hảo và sẽ được thỏa mãn cái sự đam mê của mình. Sau khi mà chúng tôi tham gia câu lạc bộ hip hop người cao tuổi này thì cuộc sống nó cũng vui vẻ hơn, tinh thần rất là sảng khoái. Đi nhảy về nó vui như là những đứa trẻ con được đi nhảy hip hop về. Vậy đúng là hip hop là nhá. Chân màu này và giày màu này mới là đúng. Đấy mới gọi là đội hip hop. Nó phải khác người, lạ người ở chỗ đấy. Chúng tôi sẽ chinh phục khán giả và ban giám khảo bằng đam mê hết mình, nhảy hết mình, cố gắng vượt lên chính mình. Đội chúng tôi quyết tâm vào vòng chung kết. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Có sức khỏe là có tất cả. Có sức khỏe là có tất cả. Không sức khỏe là không có gì. Có sức khỏe là không có gì. Có tất cả là có tất cả. Có sức khỏe là có tất cả. Không có gì là không có gì. Không có gì là không có gì. Mời ban giám khảo sẽ đưa ra những nhận xét về tiết mục đầu tiên rất thú vị này. Xin mời chị Thúy Hạnh ạ. Cháu rất là thích cái thông điệp mà các cô gửi đến là có sức khỏe thì có tất cả và không có gì là không có thể, không ạ? Và chính cái thông điệp đấy đã làm cho tất cả những khán giả cũng như bản thân cháu đang xem ở đây cảm thấy là vô cùng là thích thú. Đúng là như vậy, sức khỏe là vàng. Và như các cô ở đây thì không ai tin là các cô cũng đã 6-70 tuổi rồi. Và với lứa tuổi như vậy, chúng ta không những là có sức khỏe mà có sự trẻ trung, yêu đời như thế này nữa. Thì thật sự hôm nay các cô đã mang đến một cái không khí mở màn cho buổi bán kết 2 rất là hào hứng và sôi nổi. Cảm ơn các cô rất nhiều. Tuấn đã lấy mũ của các cô rất nhanh ạ. Vâng, anh Tuấn, anh thấy sao với phần trình diễn đầu tiên này ạ? Tôi nghĩ rằng là nếu mà cái chương trình này mà cách đây khoảng 40 năm đã có ở tại Việt Nam thì tôi nghĩ là các bác chắc chắn là sẽ là một trong những cái tiết mục ấn tượng nhất của Got Talent. Bởi vì là... sao anh Lộc lại cười? Dạ, vì anh nói có duyên. À, cảm ơn. Anh Linh ơi, thế anh thì sao? Anh liệu có được bay cao như các cô không ạ? Không, anh thì không cần phải có cọng dây, nó vẫn bay như thường. Đi ra chỉ cần... Nó bay, chỉ cần gió thổi là nó bay luôn. Rồi, cái dây đó anh sẽ dùng để anh niệt anh lại để nó khỏi bay thôi. Và một cái dáng rất là hip hop cho người tóc bạc dễ thương của chúng ta. Vâng, có thể nói tiết mục vừa rồi thực sự đã đem đến một sức sống căng tràn cho cả hội trường này và cho tất cả những khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, đừng quên mã số bình chọn của nhóm Đam Mê Không Tuổi, mã số 1 và gửi 7370 thưa quý vị. Và Thanh Vân xin phép được trò chuyện với các cô một chút ạ.
Theo như con được biết thì các cô năm nay là năm thứ 3 tham gia Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam rồi đúng không ạ? Vậy điều gì đã khiến các cô gắn bó và yêu thích chương trình đến như vậy ạ? Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các quý vị khán giả, tôi thay mặt cho đội hip hop người cao tuổi gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Tôi muốn gửi thông điệp đến mọi người, chúng tôi tuy tuổi già nhưng tinh thần không già. Chúng tôi đam mê nhưng mà không có tuổi tác gì. Cho nên là chúng tôi gọi là đam mê không tuổi. Vâng, chắc chắn là cái tinh thần đam mê không tuổi của các cô sẽ được truyền đến tất cả mọi người ngày hôm nay ạ. Chúc mừng các cô đã có một tiết mục đầu tiên rất xuất sắc. Và quý vị đừng quên soạn tin nhắn 1 và gửi 7370 nếu quý vị muốn gặp lại nhóm đam mê không tuổi ở vòng chung kết. Xin cảm ơn các cô một lần nữa. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo sẽ là một phần trình diễn của một chàng trai người dân tộc Vân Kiều đến từ Quảng Trị. Ở vòng loại sân khấu thì anh đã chinh phục cả 4 vị giám khảo với ca khúc Trái Tim Bên Lề. Và đêm nay thì không biết là chàng trai này sẽ đem đến chúng ta ca khúc ngọt ngào nào. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi và đến với những hình ảnh của anh ấy ngay bây giờ. Tỏa sáng tài năng Việt cùng OMO. Xin mừng chào đón quý vị quay trở lại với Tìm Kiếm Tài Năng Vietnam's Got Talent. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần trình diễn của chàng trai đến từ dân tộc Vân Kiều, anh Hồ Văn Thai. Tuần này anh ấy sẽ gửi đến chúng ta một ca khúc nhạc rock. Chúng ta sẽ cùng đến với một vài hình ảnh của anh ấy ngay bây giờ. Tôi là Hồ Văn Thai, 28 tuổi, đến từ Quảng Trị. Ước mơ của Thai là sẽ trở thành một ca sĩ và Thai ấp ủ ước mơ ấy từ 57 tuổi. Thai tự thu bài hát, tự up lên mạng. Thái tưởng không ai nghe, nhưng không ngờ ai cũng biết đến bài hát mà Thái thu và nói Thái hát hay. Ở ngoài đời, Thái rất là ít nói và ít chia sẻ tâm sự. Nhưng cứ đến với âm nhạc, Thái cảm thấy sôi nổi hơn và hạnh phúc hơn. Âm nhạc là cuộc đời Thái. Nếu như một ngày Thái không được nghe nhạc, Thái cảm thấy rất buồn. Thái nghĩ rằng đây là cơ hội có thể thay đổi cuộc đời của mình. Vì vậy, Thái sẽ tự tin và cố gắng nỗ lực hết sức mình để biểu diễn tối hôm nay. Chớ khóc nhé khi tình bay xa, đừng vội quên bao nhiêu ân tình. Ném chiếc lá buồn vào thinh không, ngồi lặng yên nghe mưa. Xóa dấu vết người về đêm qua, tình còn đâu cho tim âu sầu. Gửi chút gió về miền hư vô, chợt còn nghe tình mùa đông thứ tư cùng tình yêu đêm
hoàn thành xong và xin mời anh sẽ đứng cạnh Thanh Vân một chút. Trong lúc này thì chúng tôi xin phép được lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo ạ. Xin mời anh Thành Lộc ạ. Tôi xưa nay là vẫn dành một cái tình cảm đặc biệt đối với những giọng hát có âm hưởng rừng rú từ các bạn vốn xuất thân từ ở những vùng đồi núi cao nguyên. Bởi vì trong cái giọng hát các bạn nó có một cái sự mãnh liệt rất là bản năng, nó tự nhiên và luôn luôn có cái chất rock ở trong đó. Khi ở những cái vòng loại 1 á, thì bạn hát những cái bản tình ca và bản tình ca nhạc pop nhưng mà lại thấy đầy chất rock ở trong đó. Tuy vậy lần này bạn hát một bản nhạc rock thì tôi lại thấy nó đầy phong cách của một người hát nhạc pop. Tức là cái chất rock đó là không có. Tuy vậy tôi vẫn dành một cái tình cảm đặc biệt đối với những cái giọng hát khỏe khoắn như bạn. Vâng, em cảm ơn anh Thành Lộc. Còn anh Hoài Linh thì nghĩ sao ạ? Tôi thấy ngày hôm nay em hát cũng rất là tốt. Tuy nhiên là có một cái gì đó nó hơi hoang mang cho em phải không? Nó có gì đó hoang mang không mà sao thấy mặt em nó có vẻ hoang mang quá vậy? em cảm thấy như là cái tinh thần của bạn ấy không được chuẩn bị tốt á. Em không tự tin à? Dạ em hồi hộp. Đó, thấy hoang mang lắm hát mà cứ giống như sợ người ta chặn mình lại không cho mình hát vậy. Nhưng mà tuy nhiên là em vẫn hoàn thành xong cái bài hát của em rất là tốt. Và tôi chúc mừng em là không phải là em hát cho bộ tứ ban giám khảo này không, mà hát cho khán giả. Khán giả mới là người quyết định cho em đi tiếp hay không. Và tôi hy vọng rằng khán giả sẽ cảm nhận được điều đó. Vâng, xin cảm ơn anh Hoài Linh rất nhiều. Và anh Thái thân mến, cho phép Vân hỏi anh một chút là hôm nay là có phải lần đầu tiên anh được hát trước đông khán giả như thế này không? Và có phải là lần đầu tiên anh đi xa nhà lâu như thế không ạ? Dạ, đây là lần đầu tiên Thái được đi xa như thế này. Và cũng lần đầu tiên Thái được lên sân khấu mà hát rất đông người như thế này. Thế nhưng mọi người thấy anh hát vẫn rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, và thưa quý vị đừng quên soạn tin nhắn mã số bình chọn là 2 gửi 7370. Và tôi tin là sẽ có rất nhiều người yêu mến giọng hát của chàng trai dân tộc Vân Kiều này. Và chúc cho anh Thái sẽ giành được thật nhiều tin nhắn bình chọn từ khán giả. Và đặc biệt là sẽ đi tiếp vào vòng chung kết. Chúc anh may mắn. Vâng, thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng tạm biệt anh Hồ Văn Thái tại đây và chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần trình diễn tiếp theo đến từ một cô gái mà tôi nghĩ là đã chinh phục anh Huy Tuấn hoàn toàn từ vòng loại sân khấu. Cô gái này có cái tên rất đẹp, Trịnh Huyền, và cô ấy đến từ Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi cô gái đa tài này xuất hiện trên sân khấu của chúng tôi ngay bây giờ nhé. Phần mà tôi ghét nhất trong cái cơ thể của mình đấy là cái bụng. Thế mà xem tiết mục của bạn xong thì tôi chưa bao giờ thấy là mình yêu cái đống mỡ trong bụng của mình đến vậy. Tiết mục lần này mình mang đến quý vị khán giả không đơn giản chỉ là belly dance, mà mình cũng muốn thể hiện một cái niềm đam mê khác của mình, đó chính là ca hát, để cho khán giả thấy rằng mình có hai mảng rất là đối lập, rất kỳ dị dàng và rất kỳ rất là bốc lửa và hình dị. Mình cũng đã gặp được rất nhiều những ý kiến chê bai nếu vừa mình chọn cả hai thể loại vào cùng tiết mục. Người ta bảo là mình đang hát thì tự nhiên lại múa bụng, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Bản thân mình cũng rất là lo sợ, không biết là mình có làm được không, hay lại bị chê, hay lại bị như thế nào đấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ phải cố gắng. Chưa ai làm được thì mình nghĩ là mình nên thử. Lịch sử của Việt Nam Got Talent thì chưa có tiết mục belly dance nào có thể vượt qua được vòng bán kết. Bằng tất cả những sự nỗ lực của mình thì mình rất là hy vọng là mình có thể thay đổi được lịch sử đấy.
Cảm ơn chị Huyền. Mời bạn bước lên phía trước. Anh Huy Tuấn ơi, anh cảm thấy sao ạ? Che hết rồi. Nói chung là hiện giờ Huy Tuấn đang rất buồn. Ôi giời. Vì bị che hết rồi. Có người suy bụng ta ra bụng người này. Tôi thấy mắt chú dán vào kinh lắm. Lúc mà hát ấy thì thấy bình thường, chưa thấy có vẻ dán vào lắm. Lúc mà kéo ra mà bay đấy, sang đến bộ một cái thì thấy cái mặt thay đổi. Cái tay này. Thế là cuối cùng các vị là chấm thí sinh hay là chấm giám khảo? Nói chung là nhận xét, nhận xét em đấy. Là cái lúc mà đang hát cái tên đó là tôi biết là Huy Tuấn ở trong bụng á, là nghĩ như là ôi dồi ôi, hát gì mà lâu thế, qua phần 2 đi, phần 2 lẹ lên. Hỏi anh Huy Tuấn mà trúng được cả 4 mũi tên, được cả 4 vị giám khảo. Không, nhưng mà thực sự mà nói thì tôi cũng có nghĩ giống như anh Lộc nói. Lúc đầu thôi. Nhưng mà khi cô ấy bắt đầu hát vào cái phần chính của bài hát, tôi nghĩ rằng cô ấy có một cái giọng hát cũng khá là thuyết phục. Và hôm nay tôi còn phát hiện ra là không chỉ có giọng hát, có cái phần bụng biết nói đẹp đi trời ơi. Mà tôi nghĩ rằng hôm nay bạn còn có một cái đôi mắt cũng rất là quyến rũ. Đấy. Thế gay. Ngắm rất kỹ luôn. Nói chung là tôi ở tình thế khó rồi, càng ngày càng gay thế này. Bạn thấy sao khi mà được lắng nghe những lời khen từ phía các vị giám khảo của chúng tôi? Thực sự là em cũng rất là bất ngờ ạ, vì không ngờ được khen nhiều như thế ạ. Bạn có cái mong ước gì khi đến với chương trình Tìm Kiếm Tài Năng năm nay? Thực sự là đến với chương trình năm nay thì em muốn thể hiện tất cả những cái khả năng mà em có, tiềm ẩn của em để cho tất cả mọi người ở đây và trên vô tuyến đều được biết ạ. Có lẽ là nếu như chị Huyền được vào vòng chung kết, cô ấy sẽ là người đầu tiên với tiết mục Múa Bụng được lọt vào vòng chung kết của Tìm Kiếm Tài Năng Vietnam's Got Talent. Vì vậy nên quý vị thân mến, nếu như quý vị muốn cho tiết mục Múa Bụng xuất sắc này được lọt vào vòng chung kết, hãy nhớ mã số bình chọn của cô ấy. Mã số bình chọn bao nhiêu? Bao nhiêu? Còn nhớ không? Vâng, có lẽ là đang rất xúc động. Vâng, thưa quý vị. Chị Huyền đang rất là xúc động và có lẽ là bây giờ tôi sẽ nhắc cho chị Huyền nhớ để còn về nhận dặn bạn bè. Mã số bình chọn của bạn là 3 và chúng ta sẽ gửi đến 7370. Chị Huyền nhớ chưa ạ? Vâng, thưa quý vị, đừng quên mã số bình chọn 3 và gửi đến 7370 nếu như quý vị muốn gặp lại cô gái xinh đẹp chị Huyền của chúng ta, một cô gái rất tài năng. Kêu đây là 3 còn chết đấy phải không? Vâng. Là Thanh Vân nói cũng hơi thiếu vì đây là một tiết mục rất là đặc biệt. Thông thường mọi người chỉ có Múa Bụng thôi, còn chúng ta có thể thấy bạn có cả khả năng ca hát nữa. Nghĩa là bạn đang có 2 trong 1. Bạn là một người rất là đa tài. Và khi kêu gọi chúng ta phải kêu gọi bình chọn cho một thí sinh đa tài với 2 tiết mục trong 1 phần thi, chứ không chỉ đơn giản là Múa Bụng.
Vâng, chắc chắn rồi. Và Thanh Vân tin chắc chắn là mọi người cũng sẽ nhận ra điều này, bởi vì ngày hôm nay thì chị Huyền đã chinh phục không chỉ bốn vị giám khảo của chúng tôi mà toàn thể quý vị đang có mặt trong phim trường của chúng tôi, đúng không ạ? Vâng, rất tuyệt vời. Và xin cảm ơn chị Huyền một lần nữa. Chúc bạn sẽ may mắn với phần tin bình nhắn bình chọn của mọi người. Và thưa quý vị, chàng trai tiếp theo sẽ đến với sân khấu của chúng tôi cũng là một người đa tài không kém. Chàng trai này vừa biết làm ảo thuật này, vừa biết diễn hài, lại còn vừa biết nói bằng tiếng bụng nữa, cũng là bụng thưa quý vị. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự xuất hiện của Huỳnh Nhu sau một vài ít phút nữa. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Tìm Kiếm Tài Năng Vietnam's Got Talent, đêm bán kết thứ 2. Và ngay bây giờ sẽ là những hình ảnh của chàng trai đến từ Bến Tre. Chàng trai này rất thích mặc áo bà ba và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Huỳnh Nhu nhé. Kìa cô gái, nhìn cái gì mà nhìn? Anh nói nè. Hả? Anh nói nè. Bình thường. Mình tên là Nguyễn Quỳnh Nhu. Mình 22 tuổi. Đam mê diễn xuất của mình được xuất phát từ nhỏ. Có thể nói tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta một trái tim, nhưng chỉ với một nửa yêu thương. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm một nửa yêu thương còn lại. Lớp 6, lớp 7 thì cũng có đi vào nhà sách. Sau đó thấy được những cái cuốn sách như là sách cải lương, sách ảo thuật. Mua cuốn sách đó về học. Học xong rồi mới từ từ cái biểu diễn, cái khả năng cho mình biểu diễn hay người khác cười. Thì từ đó mình mới thích cái bộ môn gọi là hài kịch. 4, 5, 6 và 7. Phải không? Rồi, 7 cái. Rồi, tặng em. Ở vòng thi vừa rồi thì mình đã đem tới tiết mục nó là ảo thuật, hài và nói tiếng bụng. Thì ở vòng thi này vẫn như vậy, nhưng mình sẽ có thêm nhảy, có thêm hát nhé. Mình sẽ chinh phục ban giám khảo cũng như là khán giả bằng cái khả năng hài hước. Mà bên cạnh những yếu tố gây hài đó, khán giả sẽ cảm nhận lại được rằng là đó là một cái bài học về cái sự ảo tưởng sức mạnh của giới trẻ mà muốn nổi tiếng hiện nay. Ngồi trong song sắt mới thấy tháng năm thật dài. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Bây giờ thi cái gì để nổi tiếng đây trời? Không lẽ bắt thang lên hỏi ông trời khi nào Y Nhu mới nổi đây ông? Ông trời trả lời là... Ông trời lắc đầu làm thinh trừ khi nghệ sĩ ngoài dân dẫn đường. Ô, tỏ sáng cùng ông mô. Ổn Tiên ơi, thí dụ bây giờ muốn nổi tiếng thì phải làm hào? Con cần phải có xì tai. À, con biết rồi. Là cái gì vậy? Dạ, con xì vô lỗ tai của ông Tiên đó. Trời ơi, xì tay chính là phong cách. Con có thấy chả thành lọt ngọ dưới không? Dạ thấy, chả đầu trọc có rau. Ủa, cái đó là chú Uy Tuấn mà. Cứ nghe ta nói, chả đầu trọc có rau rất là hay. Ủa, còn ngồi cạnh là Thúy Hạnh, ít cần lên sân khấu con sợ lực hút của trái đất. Kế là Uy Tuấn, để tóc dài nhìn y như là Thúy Hạnh. Còn lại là Hoài Linh đeo mắt kính, nhìn rất là tuổi tình. Còn con lúa có cả đời con không nổi tiếng được đâu. Nhưng mà bây giờ con muốn nổi tiếng, con muốn bất chấp tất cả nào con muốn nổi tiếng. Thôi được, ta sẽ chỉ con một cách nổi tiếng, nhưng không hay. Chủ yếu là con có chịu chơi hay không? Dạ con chơi chơi láng hết. Con hãy nổ, con nổ càng lớn càng nhiều thì con sẽ càng nổi tiếng. Ô Tiên, Tiên ơi. Nổ à,
nổ càng lớn thì càng nổi tiếng, được chuẩn bị nổi tiếng. Bà con ơi, hãy bấm số 4 và gửi tới bệnh viện 7370 để ủng hộ bà Y Nhu cho bà con. Cô chị. Vâng, xin cảm ơn Huỳnh Nhu. Phần trình diễn rất dễ thương. Mời bạn có thể đứng ra đây được không? Thế này thì nổi tiếng lắm đấy. Vừa rồi chúng ta thấy là Huỳnh Nhu đã cố gắng rất nhiều cách để được nổi tiếng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía 4 vị giám khảo. Trước tiên là từ nghệ sĩ Thành Lộc. Xin mời anh ạ. Trước hết tôi phải hoan nghênh bạn là bạn có một cái sự đầu tư rất là chu đáo, chuyên nghiệp. Từ phần phục trang, tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho cái tiết mục, cho phần trình diễn của bạn. Điều thứ hai là tôi thấy là tiết mục của bạn nó mang tính giải trí rất là tốt. Giải trí nhưng không nhảm nhí. Rõ ràng là nó có một cái ý tưởng độc đáo. Cái thứ ba nữa là tiết mục của bạn đã giúp cho bốn đứa tụi tôi ở đây chắc cũng cảnh tỉnh mình là có lẽ mình đôi khi mình cũng dễ bị nổ ha. Nhưng mà anh Huy Tuấn thì an toàn bởi vì chẳng có cái gì để mà cháy cả. Còn chúng tôi thì còn tóc nên có thể có khả năng giống bạn. Tôi rất thích tiết mục của bạn. Cảm ơn. Vâng, thì còn anh Linh thì sao ạ? Anh thấy chàng trai của chúng ta có đa tài không ạ? Thật sự ra thì nói về cái đa tài thì tôi không dám nói để cái phần đó cho khán giả nhận xét. Tuy nhiên để ngồi ở đây để nhận xét về Nhu thì tôi có một cái điều như thế này. Lúc em xuất hiện lên sân khấu thì em làm tất cả những cái gì đó nó rất là chỉnh chu. Và em đem lại được cái duyên của em truyền cho khán giả. Và ngày hôm nay em cũng làm được điều đó. Tuy nhiên thì với cái tiết mục này, trong cái thời gian nó rất là ngắn như vậy thì rất là khó thể hiện. Nhưng em vẫn thể hiện tốt và tròn trịa cái tiểu phẩm của mình. Cái điều đó là cái điều mà riêng bản thân Linh Linh khen ngợi em. Và chúc em được nhiều may mắn với phần bình chọn của khán giả. Và quý vị chắc chắn là sẽ không quên. Tôi được đỡ lời thêm cho vị giám khảo Hoài Linh thêm một chút nữa là cũng cần phải giải thích thêm cho quý vị đang coi khán phòng này và các bạn đang quý vị khán giả đang xem ở nhà là lúc từ nãy giờ các bạn có nghe là có một cái giọng nói của ông Tiên không ạ? Thì cái giọng nói của ông Tiên cũng chính là do bạn đấy nói từ cái cơ bụng nói và cái miệng không hề nhép gì cả. Đó là một cái kỹ thuật nói rất là khó, nói bằng bụng. Xin được giải thích thêm để cho quý vị ở nhà có thể biết hiểu cái kỹ năng của bạn đó. Vâng, chắc chắn là mọi người sẽ muốn gặp lại Huỳnh Nhu đúng không ạ? Và quý vị đừng quên mã số bình chọn của Huỳnh Nhu là 4 gửi 7370. Đúng như lời cầu cứu của Huỳnh Nhu khi kết thúc chương trình đó ạ, là hãy gửi 4 đến bệnh viện 7370 để cứu Huỳnh Nhu và giúp cho bạn ấy được nổi tiếng. Xin cảm ơn Huỳnh Nhu và chúc bạn may mắn. Thưa quý vị, và phần trình diễn tiếp theo của chúng ta sẽ đến từ một cô bé rất dễ thương đến từ Hà Nội, bé Minh Thư. Và Thanh Vân thì chắc là giám khảo Thành Lộc sẽ rất mong đợi phần trình diễn này, bởi vì anh đã từng chia sẻ là anh rất yêu thích giọng ca trong sáng và thánh thiện của cô bé Minh Thư. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cô bé này. Con tên là Trần Minh Thư, năm nay con 8 tuổi. Bài này ca sĩ chuyên nghiệp mà người lớn nuốt còn không nổi, sao con nuốt hay thế? Khi mà con biết thì con được vào vòng bán kết, con đã chạy đi nói với tất cả gia đình và những cô hàng xóm trong ngõ nữa. Con sẽ hát bài hát thành thị. Con muốn hát bài này để tặng cho bố con. Con và bố rất hay nghe bài hát này. Mỗi lần nghe bố hay khóc, con chỉ biết ngồi cạnh bố thôi. Lần này con vào thành phố Hồ Chí Minh, không có mẹ ở bên cạnh, nhưng mà con không thấy buồn bởi vì bố mẹ vẫn gọi điện cho con để động viên con. Con cố lên con nhé. Khi con bước lên sân khấu, con muốn khán giả cảm nhận được toàn bộ tình cảm trong giọng hát của con. Thành thì loang gói bài ngõ mang
cảm ơn Minh Thư, con đã hát rất tuyệt vời. Và cô để ý thấy là có cô Thúy Hạnh dưới kia ngồi ngắm con. Cô ngắm con với ánh mắt rất là trìu mến. Và cô Thúy Hạnh có thể nói đôi lời với Minh Thư được không ạ? Con có một cái hình ảnh rất là... Hello? Con có một cái hình ảnh rất là trong trẻo, rất là đáng yêu. Và khi mà con hát ấy, thì con tất cả những cái gì mà con có thể thể hiện là con thể hiện ra hết. Và con không phải là một cái người mà điệu đà thể hiện theo một cái bài bản gì cả, nhưng mà rất là bản năng của con, và chính cái bản năng đấy lại là cuốn hút. Và cái cách con hát thì làm cho cô thấy rằng ôi sao một bé này nó dễ thương, nó đáng yêu, và cô cứ bị cuốn theo từng cái lời hát của con như vậy. Hôm nay cô thấy rằng con chọn cái ca khúc này cũng rất là phù hợp với cái chất giọng của con, và cô nghĩ rằng con cũng đã rất là thành công với phần biểu diễn hôm nay. Xin chúc mừng con. Vâng, thưa quý vị, và cô bé với chất giọng trong trẻo này chắc chắn là sẽ chinh phục rất nhiều trái tim của quý vị đúng không ạ? Quý vị đừng quên mã số bình chọn của Minh Thư là 5 và gửi đến 7370. Chúng ta sẽ cùng gặp lại Minh Thư ở vòng chung kết nếu như cô bé nhận được thật nhiều những tin nhắn bình chọn từ chính quý vị khán giả. Xin cảm ơn Minh Thư và chúc con sẽ gặp may mắn nhé. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua 5 phần biểu diễn và sẽ chỉ còn 2 phần trình diễn nữa mà thôi. Quý vị sẽ cùng chờ đợi trong giây lát và cùng quay trở lại với chúng tôi. Quý vị đừng chuyển kênh khác nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Gặp lại quý vị, và chúng ta đang có mặt trong chương trình tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent đêm bán kết thứ 2. Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ với một cô bé còn có tuổi còn khá nhỏ. Cô bé này mới 15 tuổi thôi nhưng đã có một niềm đam mê rất lớn với dòng nhạc bolero, và ngay sau đây sẽ là một số hình ảnh của Đan Trang. Mình tên là Đan Trang, mình đến từ Đồng Nai. Mình là một cô gái cá tính cũng phê chút dịu dàng. Những lúc rảnh rỗi thì mình ra những quán cà phê, những vỉa hè, rồi ngồi hát vu vơ. Lúc nào bên cạnh mình 24/24 cũng có một chiếc tai phone để có thể cảm nhận âm nhạc. Âm nhạc đối với Trang rất là có ý nghĩa. Niềm đam mê của mình xuất phát từ khi mình còn nhỏ, cũng như là giọng hát của mình được thừa hưởng từ ông ngoại cũng như là của mẹ. Vì còn trẻ mà mình đã không có cơ hội, cũng không có điều kiện để có thể đi theo con đường ca hát. Vì vậy mà mẹ rất mong chờ, cũng như là luôn luôn động viên mình cố gắng trên con đường nghệ thuật này. Vào đời đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương trọn trao nhau trọn đời, để rồi làm sao quên, biết bên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết rồi.
cảm ơn Đan Trang. Và mời bạn sẽ ra đứng cạnh Thanh Vân nhé. À, vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức giọng hát bolero rất truyền cảm của Đan Trang. Và bây giờ thì chúng tôi rất mong được nghe những lời nhận xét từ nhạc sĩ Huy Tuấn ạ. Tôi nghĩ Trang không có được cái sự lựa chọn tốt. Cái phần trình diễn vừa rồi nó dừng lại ở một cái sự bắt chiếc giống cái bản gốc thôi. Mà Trang thì tuổi thì còn quá trẻ, tôi nghĩ rằng nó còn thiếu cái sự ngọt ngào. Và ở nhất là ở trong cái dòng nhạc này, người ta cần cái sự nuột nà cũng như là cái sự truyền cảm, làm sao nó ngọt lịm đi ấy. Thì ở trong cái phần trình diễn vừa rồi của Trang là tôi hoàn toàn không có cảm nhận được điều đấy. Vâng, cảm ơn anh. Thế còn anh Linh, anh nghĩ sao ạ? Tôi thì có cái nhận xét khác Huy Tuấn một chút xíu. Là tại vì thật sự ra thì với cái tuổi của Trang thì Trang cũng chưa đủ cái độ chín mùi để hát những cái bài hát này. Tuy nhiên trong cái giọng hát của Trang nó có cái tình. Tức là trong cái lời hát khi Trang hát nó có cái tình. Mà một người ca sĩ cần nhất trước tiên là Linh nghĩ là ngoài cái độ cao ra thì cái tình nó rất là quan trọng khi mình thể hiện cái bài hát. Và cái tình nó khó tập hơn là cái cao thấp. Cao thấp mình có thể tập được, nhưng cái tình có nhiều người hát cả đời không ra được cái tình đó. Và tôi nghĩ là nếu mà Trang ráng cố gắng luyện tập hơn nữa thì và thả lỏng mình ra để hát thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nghe không gần. Bởi vì cái giọng của Trang Linh nghĩ là cái tiềm ẩn nó còn có thể hát mạnh hơn như vậy. Nhưng mà Trang hát nó làm cho mọi người cứ cảm giác là bị hụt hơi á. Hy vọng là lần sau sẽ tốt hơn. Hôm nay hình như là Trang có một chút cái tâm tư gì đó đúng không em? Em có thể chia sẻ được không? Dạ, thật sự thì rất là nhiều người hỏi em tại sao lại chọn dòng nhạc bolero trong khi em còn rất trẻ. Dạ, thật sự là đây là một dòng nhạc rất có ý nghĩa đối với em và đặc biệt là ông ngoại của em. Ông ngoại là người đã định hướng cho em theo dòng nhạc này, nhưng mà rất tiếc là hôm nay ông ngoại không có mặt ở đây được tại vì ông ngoại vừa mới qua đời ạ. Và thật sự là em rất hy vọng mọi người có thể đón nhận dòng nhạc bolero. Tuy em là một người trẻ tuổi và có một chút sai sót gì đó, nhưng mọi người hãy bỏ qua và bình chọn cho em ạ. Vâng, chắc chắn rồi. Mọi người sẽ cảm nhận được cái tình cảm trong giọng hát của em. Đúng như anh Hoài Linh đã nói, và bởi vì tuổi của em còn quá trẻ, em mới 15 tuổi, em không chọn những dòng nhạc dance hay nhạc pop như những người bạn cùng trang lứa, mà chọn dòng nhạc bolero để có thể gửi gắm vào trong đó những tâm tư tình cảm từ người ông của mình. Và xin chúc Trang sẽ may mắn. Và mã số bình chọn của Trang, quý vị đừng quên mã số bình chọn 6, và quý vị hãy gửi đến 7370 để chúng ta có thể gặp lại Đan Trang. Xin chúc em may mắn. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta vẫn còn một phần trình diễn nữa đang chờ đợi chúng ta. Đây là một chàng trai đã tham gia cả 3 mùa tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent. Tuy nhiên mỗi một lần anh xuất hiện, anh lại mang đến một màu sắc rất mới và rất ấn tượng cho sân khấu của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Bảo Cường và những người bạn của anh. Chúng tôi là nhóm Bảo Cường. Lần này Bảo Cường không chỉ diễn chung với những người anh em mà có hai đứa con lên diễn chung với ba. Bảo Cường là một cái người mất cha. Bảo Cường muốn cho hai con diễn cái tiết mục này để hai con hiểu được còn cha thì cha có thể hy sinh, lúc không cha thì sao. Cho nên Bảo Cường muốn cho hai con hiểu được cái tâm trạng của Bảo Cường. Với Bảo Cường, hai đứa con giống như là mạng sống của mình. Lúc nào Bảo Cường cũng dạy cho hai con là phải ráng ăn học và đi theo một cái con đường không có nguy hiểm như Bảo Cường. Vượt qua cái vòng bán kết này, được lọt vào chung kết đối với Bảo Cường là một ý nghĩa rất lớn. Bởi vì đây là một cái niềm đam mê, cũng là một cái ước mơ của Bảo Cường mà Bảo Cường chưa làm được hai mùa trước.
xin chúc mừng anh Bảo Cường. Rất tuyệt vời. Và anh mời anh và hai bé sẽ lên đây ạ. Hai con rất là dễ thương. À, vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh Bảo Cường mang hai người con của mình lên sân khấu cùng với anh và rất là mong được lắng nghe những lời nhận xét từ phía giám khảo. Đầu tiên là chị Hạnh ạ. Thật lòng mà nói, lần nào tôi xem Bảo Cường tôi cũng đều rất là sợ. Tôi sợ ở đây không phải là sợ hãi mà lo sợ cho chính anh. Và bên cạnh cái sự sợ đó thì nó còn là cái sự khâm phục nữa. Và đối với tiết mục lần này của Bảo Cường thì anh đã làm hoàn toàn thuyết phục. Và tôi ước gì là tôi chưa hề sử dụng nút bấm vàng của tôi trong vòng loại. Và tôi ước gì nếu như vòng này mà tôi được sử dụng nút bấm vàng thì tôi chắc chắn sẽ dùng cho anh để anh được vào thẳng chung kết. Thúy Hạnh có thể bấm vào Hoàng Linh được. Thúy Hạnh có thể bấm vào Hoàng Linh. Nhưng mà quyền đó không có. Và thực tế thì hai anh có chia sẻ anh muốn mang hai con của anh lên đây cùng. Thì tôi chỉ hơi thấy ngại một chút là bé thì còn rất là nhỏ và bé nhìn thấy bố của mình làm những cái động tác quá mạo hiểm như vậy. Thì không biết là ở nhà khi mà bé xem anh làm thế thì bé có lo sợ cho anh không? Và bé liệu rằng là sau này bé trai có muốn theo nghề của bố như thế này không? Lời đầu tiên, Bảo Cường xin gửi đến quý vị các bạn và ban giám khảo một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, những môn của Bảo Cường diễn là những môn nguy hiểm. Những lúc Bảo Cường tập là những lúc bị thương, là những lúc chảy máu. Thậm chí lúc bị thương chảy máu, Bảo Cường không dám nói cho vợ và con nghe. Cho nên Bảo Cường quyết định không cho hai con theo nghề của Bảo Cường. Yeah. Nhưng mà chắc chắn là khi hai bé nhìn thấy bố của mình làm những cái động tác mạo hiểm và quá nguy hiểm như vậy thì chắc chắn hai bé cũng sẽ nói là bố ơi hay là thôi bố đừng làm nữa, con sợ lắm, có ngày nào đó lỡ mà bị tai nạn thì sao? Vâng ạ, kính thưa chị, Bảo Cường đã diễn rất nhiều lần rồi và lần bán kết mùa 1, tiết mục mà Bảo Cường để kiếm đó là một lần Bảo Cường xin nghề tử nghiệp đã một lần chuyển viện vì cái môn đó. Nhưng Bảo Cường yêu nghề, Bảo Cường không sợ chết. Vâng, và mọi người thấy vậy rõ. Còn gì nữa mà giấu vợ thì con đấy. Giờ khoe hết trơn cho nên phát sóng rồi. Giờ vợ con nhà biết hết. Mà quan trọng là bình thường thì mọi người cứ nghĩ là những cái môn mạo hiểm này thì có cái gì đó giấu bên trong, hay là dụ cái dao có thể cắm vào được. Nhưng mà rõ ràng hôm nay chúng ta nhìn thấy kể cả cái vòng xoáy, vòng tròn anh làm rất là thật. Và tất cả những cái đó là không hề là một cái đạo cụ gì để giấu như là ảo thuật hết. Đó là điều mà tôi thấy rất là khâm phục anh. Và bản thân khi tôi xem mà mồ hôi tay tôi toát hết cả mồ hôi khi mà xem tiết mục của anh thì rất là cảm ơn anh. Và xin chúc anh sẽ có sức khỏe dồi dào. Và xin chúc anh nữa là sẽ ít gặp nguy hiểm nhất có thể trong những cái phần trình diễn của mình. Xin chúc cả nhà sức khỏe tốt. Cảm ơn giám khảo. Và chắc chắn là với tình yêu và sự đam mê cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh Bảo Cường, anh ấy hoàn toàn xứng đáng với tin nhắn bình chọn của quý vị. Đừng quên soạn 7 và gửi 7370 để anh Bảo Cường có thể hoàn thành được ước nguyện của mình, đó là sẽ có mặt trong vòng chung kết. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa theo dõi hết 7 phần thi của đêm bán kết thứ 2. Và ngay bây giờ để quý vị không nhầm lẫn mã số bình chọn của họ, xin mời quý vị sẽ cùng xem lại mã số bình chọn của từng tiết mục. Sáng của ôm hôn, ôm tiền ơi, ví dụ bây giờ muốn nổi tiếng phải làm hào, con cần phải có xì tai. À con biết rồi, là cái gì vậy? Dạ con xì lỗ tai của anh Tiên à. Ngoài công thôi
thưa quý vị, một lần nữa xin dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng và cảm ơn 7 tiết mục rất xuất sắc đến với đêm bán kết thứ hai của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị sẽ có một tuần để soạn tin nhắn bình chọn cho họ. Quý vị đừng quên truy cập vào trang web www.vietnamgottalent.vtv.vn. 7 thí sinh của chúng ta ngày hôm nay đã rất vất vả để hoàn thành tiết mục của mình. Và quý vị đừng quên soạn tin nhắn để bình chọn cho họ. Và đừng quên bật TV lúc 20 giờ chủ nhật tuần sau để chờ đợi xem ai sẽ là người sẽ bước tiếp vào vòng chung kết trong số 7 tiết mục này ngày hôm nay. Xin được cảm ơn 4 vị ban giám khảo của chúng ta. Cảm ơn giám đốc âm nhạc Đức Trí. Cảm ơn ban nhạc Long Black, biên đạo múa Alexander Tú Nguyễn, nhà thiết kế Huy Trần, giảng viên thanh nhạc Hoàng Bách, ekip trang điểm và làm tóc Nam Trung. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ở chủ nhật tuần sau.